Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ chiều nay, ở khu vực thủ đô Hà Nội cũng như là những nơi khác ở miền Bắc, trời đã chuyển mưa nhỏ, mưa phùn. Dự báo là mưa sẽ còn duy trì đến sáng mai và không gian thì ẩm ướt, cảm giác khá là khó chịu. Đến trưa chiều mai thì có khoảng tạm ngớt nhưng mà trời thì vẫn khá lạnh. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội hay là Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Việt Trì, Hà Giang, Lào Cai và Sơn La sẽ là từ 21 đến khoảng 24 độ. Riêng đối với Điện Biên Phủ, trời có nắng, nhiệt độ cao hơn 28 độ. Ở miền Trung, đối với các thành phố Thanh Hóa và Vinh thì khả năng là sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn trong đêm nay đến sáng ngày mai. Trời lạnh với mức nhiệt cao nhất là 22-23 độ. Còn từ Hà Tĩnh xuống đến Huế thì chủ đạo là nhiều mây, nhiệt độ là 23 đến khoảng 25 độ. Lui xuống phía nam của miền Trung, từ Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết hay là các thành phố ở khu vực Tây Nguyên thì trời trong ngày chủ đạo là nắng, nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ. Ở khu vực Nam Bộ ngày mai sẽ tiếp tục là nắng mạnh, nhất là ở khu vực miền Đông sẽ có nhiều điểm nắng nóng 35-36 độ như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú hay là Biên Hòa. Chuyển sang thời tiết biển, phía tây của huyện đảo Trường Sa lưu ý là gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7 trong đêm nay, biển động. Đối với huyện đảo Hoàng Sa thì gió khoảng cấp 4 tới cấp 5, trời sẽ ít mưa và tầm nhìn xa ở đây trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.